Bây giờ không tập được làm gì các bạn? Thì tập tại nhà, hay là ra ngoài sân nhà mình tập, hay là lên sân thượng tập. Còn công viên vắng vắng thì chưa vậy đó, thấy vắng vắng á, mình chạy ra mình tập. Thì tập kiểu như gọi là giữ form, tập thể thao thì sức khỏe thôi. Chứ còn mà muốn phát triển cơ bắp á thì chỉ có vô phòng gym, có mấy cục tạ nặng nó mới kích thích được cơ. Mình cũng vậy, mình ở nhà, mình cũng cardio là chính. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là những cái động tác mà mình tập. Thì mình tập xong những cái động tác đó á, cái xong rồi các bạn mình có thể lên cái máy chạy bộ, hay là máy elliptical á, hay là ta gọi là cào cào, hay gọi là trực tiếp rồi này nọ các bạn. Đó, mình làm thêm 15-20 phút này nọ nữa. À, ok, không có nhiều nữa, bây giờ vô động tác đầu tiên nha. Bây giờ động tác đầu tiên, chúng ta sẽ tập trong vòng 30 giây, rồi nghỉ khoảng chừng 15-20 giây gì đó, tùy theo cái level của các bạn. Người nào mới mới, nghỉ lâu xíu, còn người nào mà tập lâu rồi đó, cảm giác mà mình đủ dương sức á, thì nghỉ ít lại. Rồi, bây giờ để mình lấy cái máy, mình canh giờ mình bấm. Tao cũng nghe thôi nha. Vừa tập vừa nói chắc mệt lắm á. Rồi, 27 giây, 28 giây, 29 giây, 30, 5. Rồi, mặc dù mặc sức chưa nhiều á, nhưng mà cứ từ từ. Mình còn tiếp mà những cái bài kế tiếp nữa mà. Rồi nghỉ đi các bạn, nghỉ 15-20 giây ha. Mình pha BCA mình uống cái. Bây giờ mình động tác thứ hai là mình sẽ có liên tục 2 bài, mỗi bài 30 giây nha các bạn, level nó cao hơn chút xíu rồi đó. Rồi, bấm giờ lại đi đâu. Chuẩn bị 30 giây, bắt đầu. Yeah. Những cái bài này mình cũng tham khảo trên mạng thôi, chứ nó cũng không phải là cái gì mới mẻ. Chỉ có điều á, mình tập theo, mình tập lại, mình có được cái kinh nghiệm. Mình thấy cái nào động tác đơn giản mà hiệu quả hay nọ thì mình chia sẻ tới các bạn. 20 mấy giây rồi. Rồi, 30 giây, đổi. Nghỉ. Nghỉ chút xíu nha các bạn, 15-20 giây, 30 giây gì đó, tùy các bạn, tùy theo cái sức của các bạn. Các bạn cảm nhận rồi các bạn tăng từ từ. Rồi, nghỉ nha. Vô tiếp động tác thứ ba, sẽ có 3 bài tập cùng lúc, mỗi bài chúng ta cũng 30 giây luôn. Đủ phê rồi. Chuẩn bị, bắt đầu, bấm giờ, vô. Rồi, quay. Ghen luôn lên. Đang tập luyện với ống kính phải lấy động lực. Đó đây là mỏi lắm rồi đó các bạn. Rồi, xong một động tác chuyển. Mình muốn cái khăn này để cho mồ hôi nó đỉnh điểm, nó ướt mất kiến.
1 phút 30 giây. Rồi, cho mình thêm tí xíu nữa luôn. Rồi, nghỉ chút xíu. Qua trên. Động tác thứ tư. Thứ tư. Cái này là chắc chắn với các bạn là đuối lắm luôn á. Giờ nha. Chuẩn bị. Bấm giờ. Chúng ta công công, chúng ta gặp cái bụng công vô. Để một phần á, nó kiểu giống như mà có tác động vô cái cơ bụng phúc tức của mình đó các bạn. Mình tập cái cardio trước hồi nãy, tại vì cái cardio trước hồi nãy á, nó kiểu như nó mỏi cũng tức thì thôi, tại động tác nó lặp đi lặp lại nhiều mà nó mỏi tức thì thôi, và sau đó nó cũng mau hết mỏi. Cho nên á, mình tập cái đó xong á, mình nghĩ á, nó chưa đã, mình tập thêm mấy bài bổ sung nữa, còn hoặc là các bạn có thể tập những cái này trước, rồi sau đó chúng ta sẽ tập cái cardio hồi nãy. Ha, bây giờ mình tập tại chuông. 2 cục luôn. Các bạn để 2 cục tạ chung vậy nè. Hai chân bước rộng bằng vai. Squat các bạn. Chuẩn bị nha. Tức là chúng ta cũng tập 3 hiệp. Mình sẽ demo cái động tác cho các bạn biết thôi. Mình làm 1 hiệp thôi. Lát nào mình sẽ qua bài tiếp theo.
Rồi, tiếp động tác nữa. Động tác là cũng tập 3 set luôn nha các bạn. Bây giờ là cuối buổi rồi, nó quá mệt rồi. Bây giờ tập được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi, cố gắng hết sức mình là được rồi. Thì hôm ngày hôm nay các bạn hết sức nhiều đó cái, qua ngày hôm sau chúng ta sẽ cố gắng thêm vài cái nữa, từ từ các bạn sẽ thấy cái cục này đối với các bạn như bông gòn vậy đó, nó không còn nặng nữa, bởi vì mới gọi là luyện tập đúng không, chứ đâu ai là mới nhảy vô mà tập ngon lành được, không có chuyện đó. Rồi mấy cái bài này mình chả biết nó tên gì nữa, mình không nói tên luôn nha, cứ tập theo cái động tác đi. Camera bể đầu luôn á. Rồi tiếp luôn, không có nghỉ, hai tay đưa thẳng cái đầu luôn. Ok các bạn, buổi tập luyện mình chia sẻ với các bạn tới đây thôi, rất là mệt rồi. Thật sự các bạn, mình không phải là mình quay chơi đâu, mình tập hết sức mình và mình cũng quay, cho nên mình mệt lắm á, các bạn thông cảm. Vì tập gì nói mệt lắm, bữa nào thử đi. Ok các bạn, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ comment dưới video đi, mình biết gì mình trả lời đấy nha. Bye bye.